Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 5 2023 chúng ta đang có mặt tại Viện Bồ Đề Phật Quốc lớp sơ trung đẳng Phật học kinh Na Di Đà và hôm nay là buổi học cuối để chúng ta nghĩ Phật đản quý vị vui không? Quý vị nghĩ mà quý vị đâu có làm gì, tôi mới là người làm gì nè. Ba lớp, gần 200 bài chứ ít gì. Do đó là, thôi, đọc bài cho quý vị vui. Bài thi của quý vị là những thành quả mà quý vị trả lại cho thầy đó. À, như tuần trước thầy đã nói là hôm nay là buổi sinh hoạt cuối do đó là thầy đã nhận các câu hỏi của quý vị tổng cộng 13 câu hỏi và dạ thôi mình đã lọc nguyên tắc với nhau rồi phải không ạ à? gửi câu hỏi để mình phải sắp xếp theo thứ tự để mình trả lời cho nó có kịch bản nó mới hay chứ còn những câu hỏi sống đó thì tính tiền theo luật sư giờ bao nhiêu gọi điện thoại tính sao <laughs> Thưa quý vị, 13 câu hỏi này thì có những người mới gửi cho thầy hồi 4 năm giờ chiều làm sao thầy trả lời. Do vậy thì thầy sẽ trả lời bằng cách gọi điện thoại cho quý vị hoặc là thầy sẽ phúc đáp bằng email cho quý vị. Còn những người nào mà câu hỏi được nêu ở đây rồi thì quý vị cảm thấy hạnh phúc đi bởi vì những câu hỏi đó quý vị đã góp phần cho thầy và đại chúng hiểu thêm về kinh A Di Đà mà chúng ta học. Bây giờ chúng ta đi theo thứ tự từng câu một hết giờ thì chúng ta nghĩ. Còn những câu hỏi này sẽ được trả lời email lại cho quý vị. Câu hỏi đến từ Phật tử Quang Phước Nguyên. Có đây không? Ồ. Ít ra thầy phải nhận diện chứ. Tại sao khi người ta chết quý thầy chỉ hộ niệm đi về Tây Phương mà không phải Đông Phương? hay là những phương khác Có khi nào chúng sanh về những phương khác hay không Tôi đọc câu này mà tôi ngồi tôi cười, <cười> Bởi vì rất là thiết thực Tối ngày cứ giảng sanh Tây Phương thôi Vậy còn mấy phương kia thì sao Thì thưa với quý vị Trong kinh A Di Đà chúng ta thấy không Đông Phương Diệt Hữu A Súc Bệ Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật vân vân thì chắc chắn rằng là từ Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ Đều có Phật hết Cái quan trọng là nguyện của mình đi về đâu thôi Đức Phật Dược Sư Cũng mở ra một thế giới Tịnh Lưu Ly Ở phương Đông Thế giới của Đức Phật Dược Sư Và thế giới cực lạ cũng đợi xem Y báo trang nghiêm Chánh báo thù thắng cũng na na như vậy ha. Nhưng vì tại sao người ta chỉ hộ niệm đi về Tây Phương Vì thế giới cực lạc được mở ra bởi hạnh nguyện của ai? Của Đức Phật A Di Đà Quý vị về nhà thuộc lòng cái bài sám đó cho Thầy Di Đà có thể một lời Mở ra cõi ấy tiếp người giảng sanh Mười phương ai phát lòng lành Nhất tâm mà niệm hồng danh của Ngài Hằng ngày trong lúc hôm mai Niệm từ một tiếng đến dài ba trăm Khi đi, khi đứng, khi nằm Chuyên trì niệm Phật lòng chăm phát nguyền. nguyện Nguyện sanh về cõi bảo liên Là nơi cực lạc ở miền Tây Phương Đến khi thọ mạng vô thường, thì Ngài phóng ngọn hào quang rước liền. Biết bao phước đức nhân duyên, đã về cực lạc, còn phiền não chi. Sự vui trời cũng chẳng bì. Đêm đêm thông thả, ngày ngày vui chơi. Sống đâu, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết, không dời đi đâu. Toàn bộ cái nội dung sám văn thầy vừa đọc là để cho quý vị thấy đó là hạnh nguyện của ai? Của Đức Phật A Di Đà. Ngài mở ra thế giới đó để tiếp người giảng sanh. Thì quý vị về đó đi cho nó lành. Về cõi trời vẫn còn lăn lộn, đúng không? Về bên đó là yên tâm không còn phải lo sợ ba nẻo đường xấu ác của địa ngục ngạo quỷ và súc sinh nữa còn về cõi trời mà một mai hết phước trời thì sao thì cũng rớt xuống đây lại đấy thôi thì mình phương tiện để mình về bên đó để cho mình có một cái sự bảo toàn ổn hơn để tiếp tục tu tập thánh quả chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai phật tử diệu hương Hai Di Đà Phật Thưa Thầy Tại sao phải về Tây Phương Mới đến cõi cực lạc tỉnh độ Trong khi ánh sáng vô lượng quan Công hạnh của Đức Phật A Di Đà Là chiếu soi khắp mười phương Pháp giới Thầy lặp lại Tại sao về Tây Phương Mới đến cõi cực lạc Ý của cô ta muốn nói là phải đi về hướng Tây đó Đi về bên đó thì mới về tới cực lạ Mà trong khi ánh sáng của Đức Phật thì sao Phủ trùm khắp Pháp giới Thì đi để làm cái gì Theo Thầy nghĩ là như vậy Phải không chị Diệu Hương Rồi Thế thì bây giờ câu trả lời của Thầy như vậy Theo giáo lý của Đức Phật đó Thì chúng ta có rất nhiều Phật hằng hà xa số chư Phật khắp ở các quốc độ. Mỗi một vị Phật sẽ có một quốc độ, sẽ có đồ chúng, sẽ có những người hỗ trợ cho cái cảnh giới đó được trang nghiêm thanh tịnh. Thí dụ như Phật Thích Ca giáo hóa chúng sinh để cõi ta bà thì có ai? Có thầy Xá Lợi Phất, có thầy Một Kiền Liên, có thập đại đệ tử, có thinh văn, có duyên giác, có Bồ Tát ủng hộ Phật tích cao. không? Có Phật Dược Sư, Giáo Chủ Cõi Đông Phương Thì có Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát Có Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát Đức Phật A Di Đà thì có Đức Bồ Tát Quan Âm Và Đức Bồ Tát Đại Thế Chí Vân vân Như vậy ở mỗi một cái quốc độ cảnh giới của chư Phật Thì đều có những vị thị hiện bồ tát trời rồng quỷ thần chúng sinh cây cỏ hộ trì cho cảnh giới của đức phật đó cái đó là mình nói về phương diện quốc độ còn đứng về phía lý để mà luận thì chúng ta phải biết rằng là pháp thân của đức phật trùm khắp tất cả mọi nơi phải không tùy kỳ tâm tịnh tức phật độ tịnh nơi đất tâm nào nơi quốc độ nào thanh thịnh thì đó là cảnh giới của ai của chư phật như vậy chúng ta muốn về cõi phật cũng không hẳn là về tây phương mới về cõi phật hiện giờ những người tu theo thiền tông họ không về tây phương là họ về với phật ở đâu chân tâm phật tánh như vậy Phật, cảnh giới Phật, quốc độ Phật Nó bàn bạc khắp trong vũ trụ không gian Nếu như mình bật ra được tín hiệu Thiết lập sự truyền thông Mà thuộc từ Phật học gọi là cảm ứng đạo giao năng tư nghì Ở góc độ là năng lễ, sở lễ, tánh không tịch Thì chắc chắn rằng mình đã và đang cộng trú Trong quốc độ của Đức Phật Người nào niệm Phật Thì người đó sẽ có ánh sáng Có tuệ giác Và ánh sáng đó Sẽ dung hòa với ánh sáng Của Đức Phật A Di Đà Cho nên ánh sáng phát ra Trên thân người niệm Phật Cũng là vô lượng quan Khi tâm mình với tâm Phật Hiệp là một Thì mình với Phật là hai hay là một Là một Vậy thì khi mình đã có tâm Phật rồi Thì những cái cảnh giới mình đang sống đây Cũng là cảnh Cảnh Phật Có một câu đối Ở tại chùa Quán Sứ Việt Nam Câu đối đó nội dung như vậy Phật hiệu Di Đà Pháp giới tàn thân tùy xứ hiện Quốc danh cực lạc quan chân cảnh cá trung huyền Nghĩa là Phật hiệu di đà Pháp thân cùng khắp Pháp giới Tùy duyên hiện Đức Phật A di đà thì Pháp thân Pháp giới tạng thân A di đà Phật Pháp thân của Đức Phật trùng khắp cả Pháp giới Có người thấy Phật, có người không thấy Phật Tại sao người ta không thấy Phật? Tại người ta có duyên với Phật chưa? Tâm họ tịnh chưa Phiền não tham sân si tật đố lắng động chưa Nếu chưa thì thấy ai Thấy mà Còn tâm tịnh thì chắc chắn mình sẽ Thấy Phật Nước tên cực lạc Tịch sáng đều là cảnh Từ chân tâm sâu thẳm Hãy nhớ rằng Thân Phật A-di-đà bao trùm khắp vũ trụ nơi nào tâm chúng sinh không còn phiền não vô minh thì nơi ấy Phật A Di Đà hiện hữu người đó là Phật ở nước cực lạc mình với Phật không phải là hai nước cực lạc còn gọi là thường tịch quan luôn thanh tịnh vắng lặng ở ngay trước mắt xung quanh khắp sơn hà đại địa Đức vua Phật Trần Nhân Tông Người đã sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Vào thế kỷ thứ 13 Trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú có viết Tịnh độ là lòng trong sạch Chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương Di đà là tính sáng sôi Mựa phải nhọc tìm nơi cực lạc Thầy lấy câu này để trả lời cho quý vị Tịnh độ là lòng trong sạch thì còn hỏi đến Tây Phương để làm gì Di đà là tính sáng sôi Thì nếu mình có tính di đà rồi Thì mình cần gì phải về đến cực lạc để làm gì Do đó dưới góc nhìn của những người tu thiền Tâm tịnh là tâm Tâm Phật thôi Bởi vì bên cảnh giới Tây Phương là Không có tên ba đường á Không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Do đó mình đang đứng trên phương diện sự Thì mình thấy là cảnh giới cực là cách mình mười muôn ức cõi nước chư Phật Nhưng đứng về phương diện lý Thì tâm tịnh là là Phật Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy của Đức Vua Trần Nhân Tông Là anh của Đại Tướng Trần Hương Đạo Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ là một trong những người cư sĩ đã trả lời như vậy Di Đà vốn thật Pháp thân ta Nam Bắc Đông Tây khắp chối lòa Trăng thu ngự giữa trời cao rộng Đêm lặng trùng dương rạng chiếu xa Tuệ Trung Thượng Sĩ coi Đức Phật A Di Đà là Pháp Thân của mình Mình thấy Phật với mình không phải là hai mình còn nhìn thấy là hai vì mình còn vướng mắc vô minh phàm phu còn mình thấy mình là một với phật thì lúc này giống như là bóng đêm bật lên là đèn sáng thì bóng đêm sao tự tắt thôi cội uế sẽ không còn hiện hữu khi tâm mình tịnh độ hiển bài cũng nhắc lại một bộ chuyện để cho quý vị nhớ là chúng ta gặp phật không phải là gặp trên những cái hình tướng này đúng không ạ trong kinh kim cang nhược dĩ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như lai không thể nào nhìn thấy phật qua hình sắc âm thanh bình thường này được vì pháp thân của phật là vô tướng còn mình đang nhìn cái này là biểu tướng tượng trưng mình phải nhìn thấy Phật vô tướng Phật tâm mới là điều quan trọng Tôn giả tu Tô Bồ Đề đón Phật Câu chuyện này phải kể lại Để nhắc lại quý vị quên Đúng không ạ? Một hôm tại Động Kỳ Xào Quật Trên núi Linh Thú Trong lúc đang vá áo Thì tôn giả tu Tô Bồ Đề đã dùng trí tuệ Quán chiếu biết Đức Phật Đang du quá phương xa trên đường trở về Lúc bây giờ là Đức Phật Thuyết giảng độ mẹ mình ở trên cung trời đau lợi xong ba tháng hạ đức phật trở về thì bây giờ tôn giả tu bồ đề ngưng việc vá áo định đi đón đức phật nhưng mà ngài nghĩ rằng phật là bậc vô ngã pháp thân không tịch vắng lặng pháp thân phật ở đâu mà không có nghĩ như vậy tôn giả ngồi vá áo một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra lúc bấy giờ trên đường trở về Phật được tăng đoàn và đông đảo quần chúng chuẩn bị đón tiếp vô cùng trang trọng thì trong đó có một vị tỳ kheo ni tên là Liên Hoa Sắc, vị này là thần thông đệ nhất ở bên ni. Vẫn thần thông đến để đón Phật trước nhất. Khi Phật gặp Liên Hoa Sắc đảnh lễ và bạch rằng bà Đức Thế Tôn nhờ có phép thần thông nên con hay tin Đức Thế Tôn trở về đến đây chờ đảnh lễ Đức Thế Tôn trước nhất hơn ngày hết. Trước nét hân hoan của liên hoa sắc thì Đức Phật mỉm cười từ tốn mà nói rằng Này liên hoa sắc, người nhìn đón ta trước tiên không phải là người Nhìn bốn phía chẳng thấy ai, tất cả đều còn ở sau và xa Với vẻ hoài nghi, liên hoa sắc thưa bạch Đức Thế Tôn Con đã dẫn thần thông đi đến đây, chẳng có ai đến trước con cả Con là người đón Đức Thế Tôn đầu tiên Mà Đức Thế Tôn nói không phải là con, vậy người đó là ai? thì trong lúc Liên Hoa Sắc vừa chấm dứt câu hỏi, Ca Diếp tăng đoàn đã từ từ đi đến, đợi cho chư tăng và đại chúng quy tụ đông đảo Phật mỉm cười và trả lời câu hỏi của Liên Hoa Sắc. Này các tỳ kheo, ta cảm ơn tất cả các ông đã không quản đường xa xôi đến đây đón ta, nhưng người gặp ta trước tiên chính là tu Bồ Đề Hiện giờ, Ngài ấy đang ở núi Kỳ Xà Quật, Tu Bồ Đề đang quán chiếu tánh không của các Pháp. Người thấy thể tánh rỗng lặng như như bất động chính là người trực tiếp đón ta trước nhất. Do đó, quý vị hãy nhớ rằng mình có Phật trong tâm và Pháp thân của Phật thường trú. Mình tiếp xúc với Phật là tiếp xúc bằng những cái chất liệu giác ngộ, Niết bàn Vắng mặt tham sân si phiền não Còn hiện giờ mình đang tiếp xúc với lại Phật này Là Phật hình tướng Nương Phật này để thấy Phật Phật tâm Mình đến chùa mình lễ Phật Vừa thấy dung nhan điều ngự Trăm ngàn phiền não Sạch không Hướng về tán dương công đức Tinh chuyên đạo nghiệp vung trồng nhờ thấy đức phật này hảo tướng trăm ngàn phiền não mình sạch hết thì mình mới thấy được ông phật trong tâm của mình như vậy phật ngoài này với phật trong này là hai hay là một hiện giờ nó là hai nhưng mà rốt cuộc rồi thì phật này và phật này là là một thôi giờ quý vị muốn tiếp xúc phật nào nhiều nhưng mà phải nhờ phật này mới thấy phật này dạ rồi chị diệu hương còn hỏi gì nữa không cảm ơn chị chúng ta bước sang câu hỏi thứ ba phật tử quan tâm hay là quản tâm hưu la hăng a gmail.com quan tâm wow. thưa thầy việc y cứ theo lời Phật dạy để tự sửa mình đối với con không khó con có thể y cứ theo giáo pháp và giới luật để tu sửa thiện căn và tạo phước được nhưng con thấy vẫn cần phải thực hành phép quán Phật quán Phật để được tạo duyên trở về tịnh độ sau khi mãn báo thân này. Vậy, con mong Thầy chỉ cho con phép quán Phật để đạt được hiệu quả. Thì thưa với đại chúng, chúng ta có trì danh niệm Phật, chúng ta có quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng trong khi niệm Phật, tức là chúng ta ngồi chăm chú, chúng ta quán về hình tượng Đức Phật A-di-đà. Quán để thấy được tướng hảo trang nghiêm của Đức Phật Để phá trừ tối tâm Bồi dưỡng những tư tưởng thanh cao Tâm sinh an lạc Chuyên chú nhất tâm bất loạn Dần dần thấy Phật Là sẽ được giảng sinh Tây Phương Thì khi mà chúng ta quán Phật như vậy đó Thì chúng ta sẽ có ba cái nội dung để quán Thứ nhất là kinh hành quán tưởng niệm Phật kinh hành tức là chúng ta đi từng bước niệm danh hiệu của đức Phật. Miệng niệm Phật trong lúc đi kinh hành. Chúng ta quán tưởng giống như mình đang bước trên những bước sen vậy đó. Đây, thứ hai là chúng ta không đi nữa thì chúng ta ngồi, ngồi quán tưởng niệm Phật. Tức là chúng ta ngồi kiết già hay bán già cũng được. Chúng ta khởi niệm mình đang ngồi trên tòa sen. Thân tâm nghiêm tịnh Giống như mình đang ở trong cảnh giới tu tập ở Tây Phương vậy Và thứ ba là quán tưởng trong khi lễ bái Hồi nãy đi rồi, ngồi rồi, bây giờ lễ bái Niệm danh hiệu Đức Phật ba lần thì chúng ta lại một lại Lại Phật là tỏ lòng quy kính Đức Phật Khi mà mình lễ Phật mình quán tưởng với Năm vóc sát đất Tức là hai đầu gối, hai khuỷu tay và tráng mình phải gieo xuống đất Khởi niệm buông xả tất cả những vọng tâm Phát khởi những ý tưởng trong sạch Tinh tấn làm những điều lành Mà Đức Phật đã truyền bá Thì đến khi nào mà chúng ta thấy Phật Thì chúng ta được giảng sạch Thì thưa với quý vị Thầy đã trình bày cho quý vị Về nội dung mà chúng ta có thực có thể thực tập quán tưởng hướng về Đức Phật một cách trọn vẹn, tha thiết, chí thành, công phu Đến khi nào chúng ta thấy Phật thì thôi Còn đến khi nào thì tại không biết Bởi vì nghiệp của mọi người Mau hay chậm, nhanh hay lẹ Chuyển hóa là tùy theo sức của quý vị mà thôi Rồi câu hỏi kế tiếp Câu hỏi này của Vị này I -h e N L I T E 20 gmail.com Thầy cũng không biết tên gì luôn nữa Khổ ghê vậy đó Cái tên email nó đã khó rồi Thì khi đặt câu hỏi cuối cùng chấm bút Là ký tên dùng tôi một cái đi Không biết ai luôn Rồi có hai câu hỏi Câu hỏi thứ nhất Cõi nước tịnh độ của Phật A-di-đà Thuộc cõi sắc giới hay là vô sắc giới Hay là một hành tinh trong vũ trụ Rồi thì thưa với quý vị trong Kinh Pháp Hoa nói rằng là Tam giới bất an do như quả trạch Ba cõi không yên ví như nhà lửa Thì ba cõi đó gồm có dục giới Sắc giới và vô sắc giới Dục giới là gì? Là thế giới của những loài hữu tình mà vẫn còn tính dâm dục Tình dục, sắc dục và thực dục trên từ cõi trời tha hóa tự tại Giữa là cõi người Và dưới đến là địa ngục vô gián Nam nữ ở lẫn lộn nhiều thứ dục nhiễm Nên gọi là dục giới Sắc giới tức là thế giới của những loài hữu tình Đã xa lìa dâm dục và thực dục Xa lìa cõi dục Nhưng vẫn còn sắc chất thanh tịnh Ôi xin lỗi Đúng rồi, sắc chất thanh tịnh Thế giới này ở trên cõi dục Không có dục nhiễm Cũng không có thân người nữ Chúng sinh ở đây đều do hóa sinh Cung điện cao lớn Sự hóa sinh của sắc Tất cả đều vi diệu tốt đẹp Và tùy theo thiền định sâu cạn Mà cõi này được chia ra làm bốn bậc Từ sơ thiền phạm thiên Cho đến 18 tầng trời và cảnh giới cuối cùng đó là vô sắc giới tức là thế giới của những loài hữu tình mà họ chỉ có thọ, tưởng, hành và thức, họ không còn sắc. Thế giới này không thuộc một thứ gì thuộc về vật chất, cũng không có thân thể, cung điện, cõi nước mà chỉ có tâm thức trụ sâu vào thiền định nên gọi là cõi vô sắc. Thế giới trên sắc giới thì gồm có tứ thiên Không vô biên xứ Thức vô biên xứ Vô sở hữu xứ Và phi tưởng Phi phi tưởng xứ thiên Nhìn chung thì quả báo của ba cõi này Tuy có hơn kém Khổ vui khác nhau Nhưng Điều liệt vào cõi mê Không phải là cõi giác Là những thế giới Của chúng sinh mà phải lặn hợp trong sinh tử luân hồi và ba cõi này thì xin thưa rằng các bậc thánh đều từ bỏ hết chính vì vậy đáp lại câu hỏi trên cõi tịnh độ của đức phật a di đà không thuộc về dục giới không thuộc về sắc giới không thuộc về vô sắc giới mà nó đã vượt ngoài tam giới mà theo bản kinh đã giới thiệu từ đây đi qua phương Tây cách mười muôn ức cõi nước chư Phật mà đã là cõi nước chư Phật rồi thì thanh tịnh chưa nó không còn nằm trong phạm vi của tam giới. Cõi cực lạc không thuộc phạm vi của tam giới bởi chúng sinh ở cõi cực lạc thụ hưởng những thú vui cùng cực không hề nghe đến tiếng khổ do đó thế giới đó được gọi là cực lạc và câu hỏi thứ hai vị đó hỏi có phải cảnh giới tây phương là niết bàn không có phải cảnh giới tây phương là niết bàn hay không phải hay là không phải rồi cảnh giới tây phương mình gọi là cảnh giới đúng không ạ à? thì cái quốc độ đó có y báo trang nghiêm và chánh báo thù thắng còn niết bàn là gì niết bàn là trạng thái hay là cảnh giới quý vị đang trả lời rồi niết bàn là trạng thái niết bàn là cảnh giới vậy thì cảnh giới tây phương là niết bàn chuẩn chưa niết bàn là một tâm thể vắng lặng an vui giải thoát niết bàn không phải là một cảnh giới thù thắng ở một cõi xa xăm nào đó không phải niết bàn là một trạng thái sau khi con người dứt hết tham sân si lậu hoặc không còn rò rỉ phiền não giống như đèn bật công tắc lên là sáng một cái trạng thái vượt thoát khổ đau thì nó khác với cảnh giới chứ mình đang nói hai cái phạm trụ nó đâu có giống nhau về bản chất thì có thể giống nhau cảnh giới cực lạc là vắng mặt tham sân si nhưng niết bàn không phải là cảnh giới niết bàn là là trạng thái hiểu không ạ à? rồi con tên phúc pháp danh quang hậu hai câu câu một Người niệm Phật có cần thêm trì chú Hoặc kèm thêm niệm danh hiệu Bồ Tát Như quán thế âm địa tạng vương Bồ Tát hay không ạ? À? Vì con thấy kinh niệm Phật Ba La Mật Có phần nói về trì chú kèm với niệm Phật Và chính ngay trong Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Phật Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh cũng khuyến khích hành giả niệm danh hiệu Bồ Tát Tổ Ấn Quang cũng khuyến khích niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Và câu thứ hai, theo con suy nghĩ thì liệu có phải tùy công phu niệm Phật hay gián đoạn mà mình kèm thêm trì chú niệm thêm danh hiệu Bồ Tát? Vậy giai đoạn cao nhất có phải là chỉ chuyên nhất niệm Phật mà không kiêm thêm bất cứ pháp môn nào hay không? Đặt câu hỏi nó dài quá. Gọn lại thôi là bây giờ Đúng không? Tôi đọc tôi cũng mệt nữa Mai mốt tóm lại một chút Bây giờ trả lời rất là đơn giản thôi Bây giờ chúng ta phải hiểu là Có hai hạnh để tu Đó là chánh hạnh và trợ hạnh Người Phật tử lấy việc niệm Phật Làm chánh hạnh để đi về Tây Phương Thì nếu đã là chánh hạnh rồi Thì mấy phần khác là là phụ thôi là trợ hạnh thôi như vậy là trì chú niệm danh bồ tát hay tụng kinh hay bố thí cúng dường là mọi việc lành khác đều là trợ hạnh mình phải xác định cái nào là chính cái nào là phụ chánh hạnh bao giờ cũng phải đặt nặng và phải vượt trội hơn thôi trợ tức là giúp thêm cho cái chánh để chống thành tựu viên mãn. Nếu Phật tử đang hành trì theo pháp môn tịnh độ thì tôi thành thật khuyên Phật tử là nên lấy việc niệm Phật là chánh hạnh, trì chú niệm danh các Bồ Tát chỉ là trợ hạnh. Tới phúc lâm chung cận tử nghiệp rồi thì không có ôm tùm lum hết. Lúc bây giờ có đôi khi là quý vị chỉ có một chữ thôi là chữ gì? Chữ Phật thôi chứ ở đó mà còn tác nào ở đây Đúng không à Bồ Tát là mấy ký tự Hai Mà Phật là mấy ký tự Có đôi khi tới đó là Một chữ Phật là đủ rồi Chánh hạnh bao giờ cũng quan trọng Chúng ta nên tinh cần tu tập hành trì nhiều hơn Nếu không thì chúng ta dễ rơi vào tập hạnh thì chúng ta sẽ không hướng tới cái kết quả cao thượng được. Cuối cùng đòi thiền sao? Trì danh niệm Phật vẫn là chánh hạnh. Phật tử Khánh Nhiên Hai Di Đà Phật Hai câu Câu một người tu tịnh độ nguyện về cõi phật a di đà người này biết được ngài giờ ra đi của mình thưa thầy có đúng không và do đâu mà biết được câu hỏi rất là hay và câu hỏi này để khẳng định một lần nữa cho quý vị phải tinh tấn nhiều hơn có những gương hạnh giảng sanh tại sao họ biết được ngài giờ vì đơn giản một điều họ có nguyện hữu cầu tất ứng vô nguyện bất thành nghĩa là có cầu nguyện thì có linh ứng không nguyện thì không thành cầu cho con thác biết ngài có cầu không biết giờ biết khắc biết rài tánh linh cầu con bệnh khổ khỏi mình Lòng không triều mến chuyện tình thế gian Cầu con thần thức nhẹ nhàng In như thiền định họ bàn thuở xưa Đài vàng tai Phật bưng chờ Các vị Bồ Tát bây giờ đứng trong Rước con thật đã nên đông Nội trong giây phút thải đồng về tay Nguyện là có Tin chắc là vậy còn không nguyện thì sao thì đâu có được vậy thì hỏi thầy do đâu mà biết được mình có nguyện mình hạ thủ công phu tính hạnh nguyện tròn đầy Và tới giờ tới khắc là các vị thiện thần họ báo cho mình đúng không ạ à? ngay cả đức phật cũng vậy thôi quý vị thấy không trong những cái sự kiện trọng đại của đức phật ai là người giúp đỡ đức phật Chư thiên đúng không ạ à? có thiện thần ủng hộ không thì do đó quý vị tu theo pháp môn tịnh độ quý vị muốn cho tin sâu nè nguyện thiết nè thực hành một cách nghiêm mật thì quý vị sẽ có những vị thiện thần ủng hộ cho quý vị tới đó là tự nhiên quý vị biết ngày biết giờ tu tốt đến một giai đoạn nào đó mà chúng ta nhập vào dự lưu quả thôi là chúng ta có thần thông chưa chút chút rồi biết rồi biết ngày giờ ra đi biết tương lai gần rồi do đó là quý vị yên tâm tới thời tới khắc tới giờ là tự dưng mình biết đừng nói gì mấy cái bệnh nhân nè gần chết họ biết họ chết không giỡn chơi hoài biết chứ quý vị trong một cái khả năng điều phối về thân tâm họ biết được cái lực của họ tới đâu phải không ạ à? Yên tâm Nguyện đi rồi thành Còn do đâu mà biết được Thì thầy nói rằng là do phước đức của quý vị Tới đó tự nhiên quý vị biết Câu 2 Cách niệm Phật Làm sao để tâm không tán loạn Nhanh nhất và tốt nhất Thì thưa với đại chúng Niệm Phật nhất tâm Để tâm không tán loạn Thì có hai Một là tịnh niệm tương tục tức là nhớ nghĩ thanh tịnh nói nhau mình không nghĩ đến khổ đau mình không nghĩ đến phiền não mình không nghĩ đến những cái điều ác độc gọi là tịnh niệm tương tục nhớ nghĩ những điều lành buổi sáng nghĩ điều lành buổi trưa nghĩ điều lành buổi tối mộng điều lành ta có một ngày vui ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này ta sẽ có tịnh độ ngay giữa trái tim ta tịnh niệm tương tục Thứ hai là định tâm hiện tiền. Định tâm hiện tiền tức là thực hiện sự chú tâm chuyên nhất. Một niệm là chỉ có Phật. Niệm đó phải lìa trạo cử, lìa hôn trầm. Trạo cử là cái sự lăng xăng. Hôn trầm là sự giả dự. Niệm Phật trong một cái tâm thế rất là khỏe mạnh. Không có tạp niệm xâm nhập. Không có gián đoạn rõ ràng để niệm Phật nhất tâm mà bài thi kệ như vậy ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba dục thoát luân hồi khổ tạo cấp niệm di đà nghĩa là sông ái dài muôn dặm biển mê sóng vạn tầm cõi luân hồi muốn thoát niệm phật cho nhất tâm rồi Cầu thứ bảy, Hùng 971 A Còng, Yahoo.com oh, yeah. Thời xưa Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo về kinh hành hay thiền hành là đi bộ, đi dạo hoặc tản bộ trong trạng thái thân tâm chánh niệm hiện tiền. Buông bỏ những lo âu sầu muộn của quá khứ đồng thời buông xả những dự định toan tính cho tương lai vậy vì sao ngày nay quý tăng ni và phật tử đi kinh hành sao không chú tâm vô mỗi bước chân đi của mình để được thảnh thơi và an lạc mà phải vừa đi vừa niệm phật vậy làm tâm chúng ta bị loạn và phân tâm tụi con muốn biết là vì lý do gì từ khi nào đi kinh hành có câu niệm nam mô a di đà phật câu này thầy cũng không biết luôn nhưng thầy biết chắc chắn một điều khi mà đức phật đi kinh hành hay đức phật đi thiền hành thì nó đã có mặt ngay sau khi đức phật thành đạo những cái khoảng thời gian linh thiêng màu nhiệm nhất trong cuộc đời của Đức Phật để hưởng hạnh phúc quả vị hữu dư y niết bàn tức là vẫn còn cái thân thì những tuần lễ đầu tiên khi Đức Phật thành đạo là Đức Phật có dội đi hoàng pháp liền không? không có. Đức Phật làm gì? Hàng ngày Đức Phật đi thiền hành đi kinh hành chung quanh cái cây bồ đề và thầy nghĩ rằng kinh hành nó có từ đây nè <laughs> thiền hành nó có từ đây phải không ạ à? vì, vì những bước chân an lạc những bước chân thảnh thơi những bước chân tư duy quán sát các pháp tận hưởng hạnh phúc của quả vị niết bàn khi đức phật mới vừa phát sinh tuệ giác do đó là đức phật tập trung tư tưởng quan sát vũ trụ và đạt được trí tuệ siêu việt những tuần lễ đầu tiên trong sự ghi lại là đức phật hưởng cái hạnh phúc hàng ngày đi chung quanh cọ bồ đề đi thiền hành và chuẩn bị cho một cuộc hoàn pháp vĩ đại kinh hành nghĩa là đi một mình hoặc đi nhiều người khoảng cách của những bước đi rất đều đặn liên tục còn niệm phật là miệng xưng niệm danh hiệu của đức phật và tâm tưởng đến phật Hành giả đi kinh hành niệm Phật Trong từng bước đi Điều chánh niệm Nam Mô A Di Đà Phật Đi theo hai tiếng Khánh Một tiếng Mỏ Và những bước đi trái phải Đều rơi vào Hồng danh của Phật Đi như vậy Là dành cho những người Sơ cơ mới vừa biết đạo Họ rèn Cái tâm của họ có đôi khi họ đi nhưng mà cái tâm họ không có đi thì bây giờ mình phải mượn cái thanh âm cái sắc tướng để cho những bước đi của mình có chánh niệm có tỉnh thức có phật là có tỉnh thức thôi thời gian sau là quý vị còn niệm nữa không hết rồi lúc bây giờ là mình có phật trong từng bước đi rồi thì cần gì phải niệm bằng miệng nữa mà bây giờ quý vị đã dùng thanh âm vô ngôn rồi, đã để tâm mình trên từng bước đi rồi thì lúc bây giờ mình có cần phải niệm bằng miệng nữa không? Không cần. Lúc đầu mình mới học lái xe là mình phải dặn trong đầu mình đạp ga, đạp chân này, đạp chân kia, ra đường phải xi nhan để trái để phải. Nhưng mà khi mà quý vị thuần thục rồi quý vị còn đọc nữa không? Lúc bây giờ tự nhiên nó trở thành một cái thói quen rồi, một cái quán tính rồi. Và quý vị tự thành thục chưa Thì cái câu mà quý vị đặt ra là Quý vị đã thành thục rồi Còn những người mà chưa thành thục Thì phải làm sao Phương tiện trong phương tiện Phải qua sông là phải lũy đò Chưa qua mà đập bỏ đò Thì lấy gì mà qua Việc kinh hành niệm Phật dành cho những người mới vừa tiếp xúc với Phật Pháp và tỉnh thức trong từng bước đi. Với những bước đi có danh hiệu đức Phật như vậy thì họ an tâm hơn phải không? Còn bây giờ mình khỏe rồi. Nhiều lúc thầy đi thì đâu cần niệm nữa đâu. Bởi vì mình đã quen với cái niệm đó chưa? Quen rồi, mỗi bước chân đi khơi nguồn gió nhẹ, mỗi bước chân đi khơi dậy niềm vui, mỗi bước chân đi bước theo nhịp thở mỗi bước chân đi ta về với ta mỗi bước chân là đi vào tịnh độ mỗi cái nhìn là thấy được pháp thần lúc bây giờ thì không cần duyên cái câu kia nữa bây giờ nó đã thành thục rồi đề máy lên là chạy thôi tới lần trước rẽ trái rẽ phải là trong tâm mình là nhắc mình rồi mình có cần phải nói rẽ phải rẽ trái xin nhan đâu cần nói nữa đúng không ạ lúc bây giờ là quý vị đã chuẩn rồi còn những người sơ cơ thì bắt buộc họ phải nương vào từng bước đi bằng sự phân bố câu chữ để rèn tâm trở về với chánh niệm. Rồi câu thứ 8: Hà thúc diệu pháp danh trừng hiền A à, Di Đà Phật. Câu thứ nhất. Sau mỗi buổi tụng kinh chủ lễ hay sướng hòa nam và đại chúng sẽ hòa hai chữ thánh chúng thầy cho con hỏi thánh chúng bao gồm những ai chư phật bồ tát có bao gồm trong đó hay không câu này hình như ngoài kinh ở di đà nha tôi đang nói hòa nam thánh chúng anh à bốn chữ này không có nằm trong bản kinh thì bây giờ cũng giải thích luôn, đó là hòa nam dịch nghĩa là cung kính. Còn thánh chúng ở đây là chỉ cho Phật Bồ Tát duyên giác và thanh văn. Thường xong một buổi như vậy chúng ta hay sướng hòa nam thánh chúng là một lần nữa chúng ta say goodbye. Chúng ta tạm biệt bài tỏ lòng tôn kính chư Phật Bồ Tát thánh hiền pháp hội đã có mặt với mình trong khóa lễ trang nghiêm thanh tịnh vừa qua. Thì một lần nữa chúng ta tổng chào vậy thôi hiểu nôm na là hoàn mãn trong an vui chào tạm biệt ai về nhà đó cảnh giới của chữ phật và cảnh giới nội tâm để mình chấm dứt cho một cái khoảng sinh hoạt nó có đầu có đuôi có tôn kính chứ không lẽ tự nhiên xong rồi quý vị đi hết cũng phải có lời chào chứ đúng không đấy câu thứ hai những người cận tử nghiệp được thân nhân niệm ma di đà Phật có lợi ích gì hay không? Bây giờ mình lại nhắc tới cận tử nghiệp. Những người mà cận tử nghiệp là những người nói nôm na là sắp chết. Thì có những người sắp chết rất là yên. Nhưng mà có những người sắp chết không có yên. Phải không? Nghiệp thôi. Thí dụ như thời Đức Phật có ông đồ tể. 40 năm trời ông làm nghề mẫu heo và trước khi chết thì cái cận tự nghiệp cũng giống như là một cái máy camera nó quay lại những hình ảnh mà ông đã làm trong cuộc đời này và hành động ác nhiều quá thì ông tưởng chừng như là thân thể ông bị đau nhức nè rồi ông thấy những cái hình tượng quái lạ làm não loạn tâm thức của ông ông thấy giống như những con heo nó về nó ăn thịt ông và khiến cho ông sợ hãi lo lắng hoảng loạn Ông la ó um sùm Rồi ông chết trong đau khổ mà thôi Cận tử nghiệp Do những cái tập quán nghiệp Mà mình đã tạo trong cuộc đời này là Ác Do đó khổ đau Quý vị coi Tam Quốc Chí Quý vị thấy một cái nhân vật rất là dữ dằn Đó là Tào Tháo đúng không Đa nghi Rồi cuộc đời ông giết nhiều người Và những phút giây cuối đời ông đâu có yên đâu quý vị những cái giấc ngủ được miêu tả là rất là khổ Ông ngủ mà ông sợ người ta giết ông Và trong những cơn mê sản Rồi những người mà ông đã từng giết Họ đã tạo thành một cái áp lực rất là lớn Mà khiến ông bị thần kinh, ông đau đầu Rồi cuối cùng ông chết trong cái, cái sự đau đớn tột cùng của não trạng Hãy gieo một hành động và gặt hái một thói quen Hãy gieo một thói quen và gặt hái một tâm tính. Hãy gieo một tâm tính và gặt hái một định mệnh. Những người nào mà cần tử nghiệp thì xin thưa với quý vị hai trường hợp có tu thì bình an. Không tu thì sao? Mới cần cái thân nhân trợ niệm. Nhưng mà khổ nổi là trợ niệm mà họ có duyên với Phật hay không? Phải không? Có nhiều lúc đó, thầy đi vô bệnh viện mẹ thì thích niệm Phật A Di Đà mà con thì đâu có thích Phật A Di Đà, con thích Bồ Tát Quan Âm. Mà bà cứ ép thầy là phải niệm Di Đà đi cho nó về Tây phương, cái thầy nói niệm Quan Âm cũng về đó được. Cái thầy vô thầy hỏi cái cái vị mà sắp qua đời đó vậy chi giờ con muốn thầy niệm gì thầy niệm đó. Niệm Di Đà hay niệm Quan Âm cái vị đó trả lời con thích Quan Âm hơn. Ok, thầy niệm Quan Âm, niệm nào thầy niệm cũng được hết. Cái quan trọng là cái bệnh nhân cận thử nghiệp đó họ có thích ứng hay không? Pháp môn tịnh độ không phải ai cũng áp dụng được. Và có những người, thầy ơi con chịu không nổi. Thôi thầy khai thị cho con dài điều về cuộc đời này đi. Con nghe con an tâm rồi con đi. Có cần niệm Phật không? Có những người ta không thích pháp môn niệm Phật. Người ta chỉ cần nghe những lời giáo huấn thôi là người ta cũng tái sinh. Giờ tôi hỏi quý vị ông cấp cô độc ngày xưa đó khi ông già ông bệnh vậy đó, rồi cuối cùng là Đức Phật sai thầy xá lợi phất với thầy a nan đi đến thăm, thì có niệm Phật đâu, niệm nhớ về ân đức của tam bảo, lục niệm, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, ngoài niệm Phật ra vẫn còn các niệm khác để ông sinh tâm hoan hỷ cho những việc làm thiện lành mà ông đã từng gieo trong cuộc đời này và chỉ cần nhìn lại mà hoan hỷ thì tâm hoan hỷ là chắn rằng là tái sinh về cõi lành Còn nếu mà cận tử nghiệp ngay lúc bây giờ mà không quan hỷ á, Thì chắc chắn là quý vị khó đi đến những cảnh giới cao thượng Do đó nghệ thuật mà chúng ta trợ niệm cho cái người cận tử nghiệp Thì người đó phải có một nội lực vững vàng Có một cái tinh thần rất là an lạc Có một cái tâm lượng từ bi lớn, hoan hỷ thì mới độ được cái người đó. Còn nếu không thì sao Mình không có năng lực mình cảm người đó được Do đó tốt nhất Là nên mời những người nào có đạo lực Đến để trợ niệm phụ với quý vị Phải không Có đôi khi một mình mình làm không được Mà người khác thì sao Làm được Hỏi thầy Có được lợi ích hay không Thì xin thưa rằng chắc chắn lợi ích nhiều hay ít Là tùy thuộc vào đối tượng đó Tiếp nhận như thế nào còn chắc chắn một điều là tha lực của Đức Phật là có Dù ít dù nhiều chỉ cần nghe được danh hiệu Phật Mà sinh tâm hoan hỷ Nghe một vài điều khai thị về vô thường Sám hối tội lỗi, ăn năn Họ chỉ cần tỉnh, giác ngộ, hồi đầu những phút giây đó thôi Đủ rồi quý vị Tái sinh nhàn cảnh Nhưng mà khổ nổi Có đôi khi cái nghiệp mình lớn quá bệnh tật trầm kha Bây giờ nghe một lẽ nhưng mà tiếp nhận không được Thì cũng như không mà thôi Thế thì đừng bao giờ chờ tới cận tử nghiệp mới nghe Bây giờ nghe được chưa? Giờ là vẫn còn muộn rồi Thì thôi có còn hơn không Chứ chờ tới đó mà nghe là thua Cái máy còn đang hoạt động tốt thì tại sao mình không phát huy Không sử dụng Không tạo Mà chờ đến lúc nằm chỗ mới tu Thì thôi rồi Thôi kệ cứu được chừng nào hay chừng đó Cần tu tợ lửa đốt đầu Đừng cho sái bụi như chầu đế vương Xác thân mộng mảnh vô thường Sớm còn tối mất Lo phương tu hành Câu hỏi cuối cùng ha Hết giờ Hương Giang Nguyễn Pháp Danh Nguyên Hiền Rồi Khi chúng ta còn sống Thì thần thức thể hiện qua Sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý Khi chết thì xác thân về với tứ đại Chỉ còn lại thần thức bàn bạc Khắp mọi nơi trong vũ trụ Vậy làm sao thần thức tụ lại Để về xứ cực lạc của Đức Phật A-di-đà Câu này cũng rất là hay Ý muốn nói là hiện giờ mình đang sống nè, thì thần thức với xác thân đang hòa làm một. Vậy thì khi mình chết đi, thì xác thân ngũ quẩn này không còn, còn cái thần thức thôi. Thì thần thức đó nó sẽ bàn bạc trong Pháp giới, vậy làm sao mà tụ lại được về Tây Phương? Ủa bộ muốn tụ về là dễ hả? Nằm mơ đi em. Trời ơi, nếu vậy ai cũng thần thức là đi về bên đó hết nè, à. không có chuyện đó đâu. Quý vị thấy không, bây giờ chúng tôi nói một cách đơn giản là mình coi Tây Du Ký đi, Thầy Thiên có bao nhiêu phép? 72 phép thần thông ổng cân đủ dân ổng đi mây về gió Nhưng mà cuối cùng rồi Ông có lọt khỏi bàn tay Phật tổ không? Never Sao lọt nổi Ông chỉ đi trong cái giới hạn đó thôi Phải không? Thì cũng vậy Hiện giờ mình nói là Mình có quyền tự do đúng không? Nhưng mà phải nhớ rằng là Tự do là ung dung trong ràng buộc Tự do phải có thượng tôn pháp luật Không phải là tự do là vô phủ tổng thống Là muốn vô giờ nào vô phải có việc mới vô đúng không các cơ quan công quyền phải có permit mới vô được chứ thì muốn về tây phương là phải có tính hạnh và nguyện thì mới về đó được còn nếu không có thì làm sao mà về do vậy cái thần thức cái thần thức của cái người đó nghiệp họ nhiều thì họ có thoát khỏi tam giới không chưa thoát khỏi tam giới lấy gì về được bên kia do đó chúng ta phải hiểu rằng là thần thức nó còn tùy thuộc vào nghiệp mà lúc bây giờ mà thần thức chưa đi tái sinh thì nghiệp nặng không quý vị nghiệp còn nặng khi mà thần thức chưa tái sinh là thần thức vẫn còn nằm trong cái dòng lẫn quẩn tiền lộ mang mang vị tri hà vãng đường trước lờ mờ lối sao mịt mịt chưa được tái sinh là có thể là thiếu phước trong móng người còn hiện tại tạo thêm nhiều phước lành đủ phước rồi họ sẽ đi do đó quý vị đừng có tưởng rằng là thần thức lan bạc khắp không gian là có thể vui vui đến tây phương được nằm mơ đi <laughs> có đôi khi là chỉ ở chỗ đó thôi có những người chết trái họ đâu có rời khỏi chỗ đó đâu quý vị Họ cho rằng cái chỗ đó là cái chỗ tử vong của họ, họ ở đó hoài luôn à. Có những người chết tai nạn giao thông, phải không? Do đó quý thầy, quý sư cô làm lễ, rước vong từ những cái chính thứ hoành tử mới đi về. Có đôi khi chết ở yên chỗ đó mấy chục năm, mấy ngàn năm nó cũng ở đó thôi, nó không thèm đi. Mà nó phải muốn đi được là đi. Rồi, hiểu không? Do đó, mặc dù thần thức có thể Bàn bạc trong pháp giới Nhưng mà cũng chỉ đi trong những Phạm trù giới hạn thôi Và chắc chắn là thần tức đó có vượt thoát khỏi tâm giới không? Không có đâu quý vị Nhờ đó là muốn về Tây Phương Là bất khả dĩ Thiểu thiện căn Phúc đức nhân duyên Đặc sinh bị quốc Thần thức đó phải tu thêm nhiều phước báo Thì mới lai giảng được tới Nó xin lỗi thần thức đó lên cõi trời nổi chưa Chưa lên cõi trời Thì lấy gì về Tây Phương phải không ạ? À? Ráng tu ha Rồi chúc quý vị một Phật đảng an lành Dạ thôi em hết giờ Pháp môn sinh nguyện hồng ân nghĩa sinh nguyện đền Phiền não sinh nguyện đoàn Hòa phần sinh chứng nên បងប្អូន